Chiều ngày 15 tháng 11, tại khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn ô tô Hyundai tổ chức lễ khánh thành nhà máy Hyundai Thành Công số 2 công suất 100.000 xe ô tô năm. Tới dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Thành Công, đại biểu Quốc hội, ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Hàn Quốc của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo các tổng cục và đại diện các bộ ban ngành trung ương cũng như địa phương. Cùng đến dự có ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công, bà Lê Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thành Công, ông Lê Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thành Công, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thành Công cùng đại diện các đối tác của Tập đoàn Thành Công. Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công Nguyễn Anh Tuấn cho biết: nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng lên của thị trường trong nước và khu vực, trong nước gần 100 triệu dân, đồng thời hướng tới đáp ứng nhu cầu của thị trường, liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam cùng nhau đầu tư xây dựng nhà máy số 2. Đây là nhà máy hiện đại được đầu tư công nghệ mới nhất từ Hàn Quốc, sẽ sản xuất lắp ráp các mẫu xe Hyundai trên dây chuyền thiết bị tự động hóa chính xác cao, áp dụng nền tảng số hóa, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất thông minh hiện đại. Nhà máy cũng sẽ cung cấp cho thị trường các dòng xe chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đánh giá cao những đóng góp quan trọng của liên doanh ô tô Hyundai và Tập đoàn Thành Công Việt Nam đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Đây là dự án rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Ninh Bình. Dự án đã được khởi công đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự án được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình xác định là một trong 16 dự án trọng tâm của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác liên doanh giữa Hyundai Motor và Tập đoàn Thành Công trong thời gian qua. Chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương đánh giá cao sự hợp tác liên doanh bền vững, hiệu quả giữa Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn Hyundai trong hoạt động sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng xe thương hiệu Hyundai tại Việt Nam đã mang lại thành quả rất tích cực cho cả hai bên, góp phần đưa Hyundai trở thành thương hiệu ô tô đứng thứ nhất về doanh số trên thị trường Việt Nam. Và hôm nay chúng ta lại chứng kiến một nhà máy hiện đại sản xuất ô tô du lịch tiêu chuẩn quốc tế của liên danh được khánh thành tại Ninh Bình. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của liên danh, khẳng định sự quyết tâm, tầm nhìn chiến lược của nhà đầu tư và sự năng động, sáng tạo, sức bật ngoạn mục của Tập đoàn Thành Công về khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau cắt băng khánh thành, chính thức đưa nhà máy Hyundai Thành Công số 2 đi vào hoạt động. Được xây dựng trên tổng diện tích 50 ha của khu công nghiệp Gián Khẩu, nhà máy Hyundai Thành Công số 2 có diện tích nhà xưởng 87.000 m2, chiều dài đường từ 1,5 km, tổng công suất thiết kế đạt 100.000 xe mỗi năm. Kết hợp với nhà máy số 1 sẽ đưa tổng công suất xe Hyundai xuất xưởng đạt mức 180.000 xe mỗi năm. Nhà máy được thi công và giám sát bởi đội ngũ kỹ sư chuyên gia dày dặn kinh nghiệm từ Việt Nam và Hàn Quốc theo tiêu chuẩn đồng bộ, tinh gọn, hiện đại của Hyundai toàn cầu. Với chủ trương đón đầu công nghệ và thân thiện với môi trường, nhà máy ứng dụng nền tảng kỹ thuật hiện đại bậc nhất thế giới vào sản xuất, bảo đảm tiêu chuẩn khí thải khắt khe Euro 5.0 và Euro 6.0, đồng thời ưu tiên tối đa hóa sử dụng năng lượng xanh trong quy trình sản xuất. Nhà máy đi vào hoạt động là bước tiến mới trong việc nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng các dòng xe Hyundai, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển chung của hai tập đoàn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước. Đây cũng là công trình thể hiện cam kết đầu tư lâu dài, bền vững của Tập đoàn Thành Công, Tập đoàn ô tô Hyundai vào lĩnh vực ô tô, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tiếp tục phát triển theo định hướng của chính phủ. Đồng thời ghi nhận mối quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế, ngày một vững chắc của hai nền kinh tế Việt Nam, Hàn Quốc.